年六十八天 ngày sáu tám, 能开骚复古还 nghe, 反正来忙中不客气服务员不客气服务员 Bữa chỉ. Phú Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Sau này còn nhờ bạn giúp đỡ nhiều. ý hậu khái chính tua, tua bang chủ. Được, quyết định như vậy đi. Họ.

nếu bạn ở lại việt nam thời gian dài rút quà nhịp tráng sức chiến lưu tại Việt Nam. nhận được lời mời kết bạn chưa sâu đậu học友 chân trình là mấy yểu được ạ à, được thôi 好啊, đừng khách sáo,别客气, đó là bạn bè. 既然是朋友, một ừ, chút ừ, việc nhỏ này,这一点小事, đừng khách sáo với mình nữa. 不要再跟我客气了冷骚女明媚吧下次换我请你